Dạ, trước tiên mình xin gửi đến quý anh chị về cái thông tin của nhà máy tập đoàn Lego tại Bình Dương nè anh chị, đã khởi công xây dựng rồi nha. Đây, anh chị có thể tìm hiểu trên các báo uy tín như là báo Tuổi Trẻ ha. Nhà máy Lego 1 tỷ đô nằm tại thủ phủ công nghiệp, có phó thủ tướng đã đến để mà mình tham quan. Đây là nhà máy của Đan Mạch anh chị ha, nhà máy thứ 6 được khởi công tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore, gọi là khu V-Ship3. Thì hiện tại là mỗi ngày có 2.000 công nhân tham gia xây dựng và sẽ hoàn thành đưa vào sản xuất vào cuối năm 2024. Khi mà vận hành á, dự kiến sẽ có tới 4.000 người, tạo ra việc làm và nguồn thu đáng kể. Nhìn trên bản đồ của Google Maps thì đây là vị trí của nhà máy Lego Việt Nam nè anh chị. Đó, nguyên cái cụm này là khu công nghiệp V-Ship3 Bình Dương. Anh chị nhìn xích lên có chút xíu thôi, đây là vị trí đất bán của anh Duy. À, nói chung là sát bên luôn anh chị ha. Mình sẽ ghim cái định vị ở đây, khu Smart City. Anh chị vào đây thì trong đây nó có cái chợ Tân Lập, chợ V-Ship3. Ở bên ngoài á, là đường DT746, hiện tại là đang được mở rộng. Nói chung đường xá tại tỉnh Bình Dương á, được quy hoạch rất là chuẩn chỉ để mà mình đón đầu những cái khu công nghiệp anh chị, thì đường xá nó phải rộng. Đồng thời là nếu mà anh chị đi thẳng cái hướng này thì nó sẽ kết nối qua thị trấn Tân Thành và tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai. Thành ra cái vị trí khu V-Ship3 này rất là quan trọng, giao thương giữa Đồng Nai với Bình Dương nha. Từ vị trí của anh Duy nè, đi 5 phút là tới phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Nguyên. Ở trong đây thì cũng có trường học đầy đủ luôn. Và anh chị cứ tiếp tục đi thẳng xuống là mình sẽ đi về thành phố Tân Nguyên. Cách trung tâm của thành phố Tân Nguyên 12 km. Và anh chị đi thẳng đường DT745 từ đất á, đi 35 km là mình sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh nha. Đi về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đó anh chị. Và hiện tại khu đất này đã ra sổ hồng riêng cầm trên tay rồi. Anh chị đầu tư là yên tâm hoàn toàn, không lo về vấn đề lừa đảo gì hết. Hiện tại cái thửa đất 358 mình sẽ gọi nó là thửa số 8 cho nó nhanh gọn ha. Tờ bản đồ số 12 thuộc xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, công nhận 70 mét vuông sử dụng riêng, tất cả là đất thổ cư sở hữu lâu dài. Bên đây là cái phần sơ đồ, thì đất này có hướng đông nam với bề ngang 5 mét, chiều dài 14 mét. Phía sau nó có cái hành lang an toàn 2 mét nha anh chị. À, rồi cái chỗ này là mặt tiền đường D5, có vỉa hè mỗi bên rộng 3 mét. Thì cái miếng đất số 8 này sẽ được anh Duy bán với mức giá là 2 tỷ mốt. Và kế bên nó là miếng đất số 9. Thì thông tin của thửa đất số 9 thì nó cũng tương tự ha, 70 mét vuông đất thổ cư sử dụng riêng lâu dài, và sơ đồ thì nó cũng tương tự thôi, nó nằm bên tay phải, còn cái miếng 358 là nằm bên tay trái. Miếng 359 này nếu mà anh chị mua sẽ được anh Duy chính chủ bán với mức giá là 2 tỷ 4. À, còn 358 là 2 tỷ 1. Anh chị mua cả hai miếng á thì sẽ tính là 4 tỷ 3. Liên hệ với anh Duy chính chủ qua số 0939 378 518 bên trên góc phải màn hình. Và đây là bản đồ quy hoạch của khu nhà ở Smart City. Thì anh chị thấy ngoài khu vực ngôi chợ ra, nó sẽ có một cái khu vực thể thao, trạm y tế, công viên và trường học. Nói chung là một khu dân cư khép kín giống như khu V-Ship 1, V-Ship 2 vậy đó anh chị. Và hiện tại anh chị đang đi đón đầu với một mức giá bán cực kỳ tốt luôn. Và đây là một góc nhìn từ trên cao, bên dưới là con đường DT746. Mình thấy nó lên tới khoảng tầm 30 mét quy hoạch luôn nha. Và hiện tại trong cái khu nhà ở này cũng đã có khoảng vài chục căn nhà xây nên rồi. Đường xá thì đẹp, rất là chuẩn chỉnh, khang trang, điện âm, nước âm, ngay vị trí của chợ luôn. Từ bên ngoài anh chị đi vào đường D5, tức là ngã tư thứ hai, mình quẹo tay trái vào ha, là tới vị trí đất đang cần bán của anh Duy chính chủ với mức giá bên tay trái là miếng số 8 2 tỷ 1 và bên tay phải là miếng số 9 2 tỷ 4. Nếu anh chị mua cả hai luôn là chỉ có 4 tỷ 3 thôi. Hiện tại cái vị trí này đang giao dịch rất là sôi động như anh chị thấy, mặc dù chỉ là ngày thường thôi, vì nó hoàn toàn có yếu tố nó sẽ tăng giá anh chị. Và bây giờ khi mà mình xích qua một chút xíu thôi, anh chị sẽ thấy khu công nghiệp V-Ship3 rộng tới 1.000 hecta ha, thì tương lai là sẽ còn rất là nhiều nhà máy về đây nữa. Và trước mắt là nhà máy của tập đoàn Lego đã được đầu tư 1,3 tỷ đô và xây dựng rất là nhanh,
rất là thần tốc luôn. Như anh chị thấy ha, Bình Dương là tỉnh duy nhất tại miền Nam có 4 thành phố trực thuộc với 29 khu công nghiệp và hơn 45.000 doanh nghiệp đang hoạt động, là tỉnh có kinh tế phát triển mạnh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Trong đó Tân Nguyên có hai khu công nghiệp lớn nhất cả nước là V-Ship 2 và khu V-Ship 3 này đây, nên việc các nhà đầu tư đổ về khu đất này là hoàn toàn có thể hiểu được. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại mình đang có mặt tại huyện Bắc Tân Nguyên của tỉnh Bình Dương nè anh chị. Ở đây là thuộc xã Tân Lập ha. Vị trí mình đang đứng á, đi ngược lại khoảng tầm vài trăm mét thôi là sẽ tới khu công nghiệp V-Ship 3 rộng 1.000 hecta. Và bữa nay mình giới thiệu đến quý anh chị một cơ hội đầu tư bất động sản sổ hồng, ra sổ hồng riêng rồi anh chị ơi. Và mình mua chính chủ luôn nên cái mức giá cực kỳ tốt ha. Anh Duy là chủ nhân của hai miếng đất này. Số điện thoại là 0939378518, nằm bên trên góc phải màn hình. Thì hạ tầng ở Bình Dương anh chị cũng biết rất là nổi tiếng ha. Đường xá phát triển cực kỳ rộng rãi. Đây là cái con đường DT746. Đây anh chị thấy đang làm đường bên tay phải nè. Và bên trái cũng được mở rộng luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào cái vị trí của đất cho quý anh chị tham quan nha. Bên tay phải nè anh chị, khu nhà ở Tân Lập Smart City. Ở hiện tại tình hình giao dịch cũng khá là sôi động nha. Đây, đi vào tham quan. Một miếng đất bề ngang 5m, chiều dài 14m. Và anh chị mua bán chính chủ, không có trung gian, không có phải qua chủ đầu tư luôn. Và hiện tại giá mà chủ đầu tư đang bán á, là nó đã nhỉnh hơn rồi. Còn anh Duy, anh mua á, là đầu tư giống như là F1 á anh chị. Thành ra bữa nay là anh chị mua là được cái mức giá cực kỳ tốt luôn. Anh chị đi tới chút xíu nữa có một cái ngôi chợ đó, trước mặt anh chị đó là chợ Tân Lập 2. Còn bây giờ anh chị quẹo tay trái vào thì đã tới vị trí đang cần bán rồi, vị trí đất đang cần bán của anh Duy ha. Sổ hồng là mình cầm trong tay luôn nha, mình sẽ mở sổ hồng ra cho anh chị xem. Rồi đây là vị trí đất đang cần bán nè. Từ bên ngoài dự án, cổng chào dự án nè anh chị. Đó, ngay cái cổng chào ha, anh chị thấy là mình đi vào đây cực kỳ là gần luôn. Và ở đây nó có tất cả là hai thửa nha, mỗi thửa là ngang 5, dài 14m. Đó, có vỉa hè, hiện tại là có cấm trụ phân ranh giới rõ ràng luôn, thành ra mình mua bán rất là yên tâm. Đây cái vị trí này nè anh chị, có cấm cái trụ phía dưới nè đó. Rồi ngang qua là 5m nha, ngang qua 5m. Đó, đây là miếng số 8 ha. Rồi bên đây cái trụ điện nằm ở giữa nha anh chị, nằm ở giữa nha, nó không nằm ở trước đất, trước cái mặt tiền của đất đâu, nằm ở giữa thôi. Ngang qua bên đây, ở bên đây cũng có cái trụ điện, cái trụ bê tông nè anh chị, cũng là 5m. Thì bên đây gọi là miếng số 9 đi, ngang 5, dài xuống 14m. Và mặt tiền bên kia là cũng có thêm một miếng nữa nha. Đó, quang cảnh quay một vòng cho anh chị xem ha. Đó, ngay cái cổng chào hiện tại là giao dịch rất là sôi động luôn, bởi vì cái vị trí này á, là mình đang đón đầu khu V-Ship 3 đó anh chị. Hiện tại là đã có cái nhà máy của tập đoàn Lego Đan Mạch đã xây dựng vào tháng 11/2022 và sẽ hoàn thành vào năm sau là 2024. Thành ra nó sẽ đón rất là nhiều chuyên gia cũng như tạo công ăn việc làm rất là nhiều luôn. Bây giờ anh chị nào mình mua bất động sản này á, là coi như là mình đón đầu luôn. Tỷ suất sinh lợi có thể là nhân gấp nhiều lần. Hiện trạng là điện âm, nước máy, đường xá quy hoạch bài bản, sạch đẹp. Đó, quang cảnh nè. Bữa nay thì hiện tại là mình đang đi vào thứ ba anh chị, nhưng mà tình hình giao dịch bất động sản tại cái vị trí này á cũng cực kỳ là sôi động như anh chị thấy nha. Nếu mà anh chị đi vào khoảng cuối tuần thứ 6, thứ 7 á là nó đông nghẹt luôn. Một cơ hội đầu tư lớn ha, cho quý anh chị nào mình đang tìm một miếng đất giá rẻ anh chị ơi. Và anh chị có thể là mình mua một miếng cũng được, còn nếu mà anh chị muốn xây biệt thự thì mình mua luôn hai miếng hai bên ha. Như vậy là mình sẽ có mỗi một miếng là bề ngang 5m, dài 14m. Cái hướng của đất này là hướng đông nam, hợp mạng cho anh chị là đông tứ trạch.
từ vị trí này anh chị nhìn ra là thấy cái cổng chào của dự án Smart City của mình rồi, đường tỉnh 746 hiện tại là đang được mở rộng ha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ chạy một vòng để anh chị nhìn được tổng quan dự án như thế nào nha. Đó, bên ngoài hiện tại là đang giao dịch khá là sôi động, mặc dù là ngày trong tuần ha, vẫn là ngày làm việc. Và bên đây là những căn nhà cũng đang xây dựng nè anh chị. Đó, nhà đang xây dựng nè. Nếu mà anh chị đi cách đây một năm á, là anh chị thấy khu này nó vẫn chưa có nhà đâu, chưa có nhà, mà bây giờ mới có một năm thôi mà nhà xây lên quá trời luôn, thì anh chị hiểu được cái giá trị của bất động sản Bình Dương cực kỳ là nóng sốt nha. Ở đây có mấy căn cũng đang xây luôn nè. Đó, thì mình đi giống như là mình khảo sát thị trường á, anh chị đỡ mất công ha. Đó, đây mấy căn nhà xây nên rồi. Ngay đây là ngay vị trí của chợ nè anh chị, ngay vị trí của chợ luôn nha. Hiện tại là cũng có buôn bán tạp hóa. Đó, để dòm vô cho anh chị nhìn rõ ha. Rồi, dĩ nhiên là hiện tại á, là mình đang chờ cái khu V-Ship 3. Hiện tại nhà máy sản xuất đồ chơi Lego, một nhà máy lớn cực kỳ luôn, đầu tư lên tới 1,3 tỷ đô. Thì vào năm sau là bắt đầu nó sẽ thu hút chuyên gia cũng như là người lao động về rất là nhiều anh chị. Và cái khu này nó sẽ trở nên là sung túc hơn. Đó, bây giờ anh chị đầu tư là có cái mức giá cực kỳ tốt luôn nha. À, vị trí quang cảnh của chợ. Rồi bên đây là mình thấy có cái khuôn viên, công viên giải trí nè, có thể là cho mấy em nhỏ ra đây chơi. À, ngay đây cũng có nè anh chị, có mấy cái trò chơi cho trẻ em nè. Đó, như mình thấy ha. Nói chung thì bất động sản tại vị trí của tỉnh Bình Dương, anh chị đầu tư á, thì thứ nhất là giá rẻ, đồng thời á, là nó sẽ còn tăng cao nữa nha. Giá trị là nó nhân gấp nhiều lần. Đó là lý do vì sao mọi người thường đổ về các tỉnh để mà mình đầu tư. Tuy rằng nó sẽ xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà tốc độ phát triển bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái mức độ tăng giá nó không bằng anh chị. Cùng lắm là nó nhân lên 1,5 lần thôi. Còn ở các tỉnh như thế này nè, mà một khi nó tăng giá đó anh chị, tại vì nó sẽ tăng giá theo chu kỳ là 5 tới 10 năm. Mỗi lần mà nó tăng giá như vậy á, là tài sản của anh chị nó nhân gấp mấy lần luôn. Có thể là nhân gấp 5 tới 10 lần được luôn. À, bên đây cũng có căn biệt thự xây rất là đẹp ha. Căn gốc, điện âm, nước chính. Rồi bên đây cũng có nhà người ta đang ở nè, nhà đang ở nha anh chị. Dân đã về xây dựng nhà cửa ở rồi. Đó, mình đi nguyên cái vòng luôn cho anh chị nhìn được tổng quan ha. Cây xanh đã được trồng rồi. Rồi bên phải mình đây cũng có nhà dân đang ở nè. Đó, anh chị thấy xe máy để dựng bên trong đó. Đó, đó. Nhà xây cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Hiện tại thì Bình Dương phát triển khu công nghiệp á, là đi đôi với lại bảo vệ môi trường nha. Như cái nhà máy tỷ đô của Lego á, là lúc khởi công là xuống trồng 50.000 cây xanh luôn. À, rồi năng lượng sử dụng cho nhà máy là năng lượng tái tạo nha anh chị. À, chứ không có phát thải ra môi trường. Điều đó rất là hay ha. Kế bên mình cũng có một cái cụm nhà máy nè anh chị. À, dự án đón đầu khu công nghiệp V-Ship 3. Rồi đây là đường số 13. Bên đây cũng có nhà luôn, có xe hơi luôn ha. Đó. Chỉ cần khoảng tầm 1 năm hoặc là 2 năm sau thôi, cứ mỗi lần mà anh chị về thăm đất á, là mình sẽ thấy nó cực kỳ nhộn nhịp, giống như là khu V-Ship 1 hồi xưa thôi anh chị. Ban đầu á, thì giá thành rất là ok ha, rất là thấp luôn. Nhưng mà sau đó càng về sau thì nó lên tốc độ mà nó tăng giá cực kỳ là nhanh. Đó. Trong cái khu này có ngôi chợ rồi có trường học luôn, rất là tiện lợi để mình có những cái nền tảng mình tăng giá đó. Đồng thời là cách qua chưa tới 1 km là tới khu công nghiệp V-Ship 3 rồi. Thành ra nó có cái căn cứ để mà bất động sản có thể tăng giá trong tương lai được. Như anh chị thấy ha. Đó, mình mới đi một vòng. Rồi cái hướng này là đi vô cái chỗ mà đang mở bán á anh chị. Đó, thì anh chị mua qua chính chủ, anh Duy là một người đầu tư từ ban đầu.
À, đã cầm sổ hồng trên tay luôn rồi, không có cần phải chờ đợi ra sổ gì hết. Và cái mức giá hiện tại á, anh chị mua của những người mà đầu tư F1 á, thì giá nó sẽ tốt hơn, tốt hơn cả là anh chị mua của dự án luôn. Rồi, quan cảnh ha, mình đi ra lại cái cổng của dự án nè anh chị. Ở ngoài này thì có quán cà phê đó, khu nhà ở Tân Lập Smart City. Đường xá thì rộng rãi, thông thoáng. Đó, hiện tại là đang được làm nè anh chị, mở rộng nè. Rồi, thông tin mua bán rõ ràng, liên hệ với chính chủ, số điện thoại mình để bên trên góc phải màn hình 0939378518 nha. Gặp anh Duy. Giá bán cho một nền là 2,4 tỷ. Thì giá này vẫn có thương lượng, liên hệ với chính chủ, không có trung gian, không phí hoa hồng. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi kênh. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh và mình sẽ gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Navada, nhà và đất chính chủ. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.